An bắt giữ 21 đối tượng trong đường dây ghi lô đề. Quảng Ninh xác định nguyên nhân vụ tai nạn hầm lò khiến 3 công nhân thương vong. Bán cà phê giả không có cà in, một hộ gia đình tại An Giang đối mặt với án hình sự. Hì hữu ô tô lao vào giữa phòng cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ trên kênh YouTube Báo Công Thương. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, mới đây, đơn vị và các đơn vị liên quan vừa phối hợp triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, bắt giữ 21 đối tượng. Đường dây trên do Trịnh Công Chính, sinh năm 1980, trú tại phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cầm đầu. Quá trình điều tra, Cơ quan công an đã xác định đối tượng Trịnh Công Chính nhận bản số lô số đề cho nhiều người trên địa bàn thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An thông qua việc mở tài khoản đường link trang web one789.net. Ngoài ra, chính còn cung cấp đường link và 4 tài khoản cho 4 bảng dưới bao gồm Nguyễn Đức Đài sinh năm 1980 và Hồ Thị Yến sinh năm 1988, Trần Thị Ngân sinh năm 1979 và Lê Thị Kim Trà sinh năm 1982 đều trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Các đối tượng này nhận lô đề của các nhánh dưới qua ứng dụng Telegram rồi chuyển cho chính qua tài khoản tại trang web 1789.net. Sau thời gian theo dõi điều tra, vào ngày 10 tháng 5, lực lượng chức năng đã triển khai kiểm tra khám xét và bắt giữ 21 đối tượng trú tại các huyện Nghi Lộc, huyện Đô Lương và thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An liên quan trong đường dây ghi lô đề của chính. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định riêng trong ngày 10 tháng 5 năm 2024, 21 đối tượng trên đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh số lô số đề với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự các đối tượng trên để điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 14 tháng 5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với NPL Chú xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam và TVQ, chú xã Sơn Viên, huyện Đông Sơn tỉnh Quảng Nam về hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Trước đó, ngày mùng 5 tháng 5, công an tỉnh Quảng Nam bắt quả tang TVQ đang thực hiện hành vi mua hai cá thể động vật nguy cấp quý hiếm trong tình trạng còn sống đã bị thương là TT Java. Qua công tác đấu tranh, cơ quan chức năng xác định NPL bán hai cá thể TT Java cho TVQ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam đã liên hệ, phối hợp với hai trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, Vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình để đưa hai cá thể TT tê tê Java về Vườn Quốc gia Cúc Phương chăm sóc, bảo tồn theo quy định. Về vụ tai nạn lao động xảy ra tại công ty than Quang Hanh TKV, thành phố Cẩm Phà, Quảng Ninh, khiến 3 người chết, 1 người bị thương. Tối ngày 13 tháng 5, trả lời với báo chí, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết, bước đầu, nguyên nhân được xác định là do trong quá trình công nhân làm việc, lo chợ bị tụt lở vùi lấp. Ba nạn nhân thiệt mạng gồm ông BVT, sinh năm 1980, quê ở huyện Kinh Môn, Hải Dương. Ông DVT, sinh năm 1980, quê ở huyện Sơn Động, Bắc Giang. Và anh LAV, sinh năm 1995, quê ở huyện Bắc Yên, Sơn La. Người bị thương là anh LAC, sinh năm 1991, ở tuổi Chùa Điện Biên. Vụ tai nạn lao động xảy ra lúc 15 giờ cùng ngày, tại lò chợ mức trừ 190 trên trừ 170, vỉa 14.11, phân xưởng khai thác 7, công ty than Quang Hành TKV. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cùng lãnh đạo các sở ban ngành, đơn vị liên quan đến hiện trường, phối hợp với chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc cùng các lãnh đạo tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam chỉ đạo các lực lượng cấp cứu mỏ triển khai cứu hộ. Đến 18 giờ 30, công tác tìm kiếm cứu nạn kết thúc. Anh LAC bị thương được đưa đi chăm sóc y tế tại bệnh viện. Trước mắt, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 18 triệu đồng trên một người thiệt mạng và 5 triệu đồng trên một người bị thương. Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam và Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam mỗi đơn vị hỗ trợ 20 triệu đồng trong mỗi trường hợp tử vong. Đoàn điều tra tai nạn lao động tỉnh và cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đang làm rõ vụ việc. Tối ngày 13 tháng 5, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Thuận xác định có 52 du khách nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm tại phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết. Hiện 32 người đã xuất viện. 20 trường hợp còn lại dự kiến sẽ làm thủ tục ra viện vào ngày 14 tháng 5. Theo thông tin ban đầu, 52 du khách nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm thuộc đoàn 750 khách của công ty du lịch Việt Travel. Số khách này ở tại Resort Sea Lion trên đường Nguyễn Đình Triểu, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết. Đoàn khách của công ty du lịch Việt Travel ăn cơm tối tại nhà hàng Hồng Vinh lúc 18 giờ 45 ngày 12 tháng 5 với thực đơn bao gồm hàu đút lò, ghẹ hấp, ốc hương rang tiêu, cá mật quỷ nấu cà ri, mực ống nhúng giấm, lẩu hải sản. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, đoàn khách quay về resort Sea Lion nghỉ ngơi. Sau đó, có một nhóm người xuống bãi biển gọi thêm tôm nướng và các thực phẩm khác để tiếp tục nhậu. Đến sáng ngày 13 tháng 5, một số người trong đoàn khách du lịch bị đau bụng với các triệu chứng như buồn nôn, tiêu chảy, phải nhập viện tại trạm y tế Hàm Tiến. Sau đó, được chuyển vào phòng khám mũi né và bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận với tổng số ca nhập viện là 52 người. Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã thành lập đoàn công tác tiến hành điều tra, giám sát, thu thập thông tin để làm rõ vụ việc. Sở cũng đang làm việc với nhà hàng Hồng Vinh để xác minh thêm thông tin liên quan đến vụ việc. Ngày 13 tháng 5 năm 2024, Cục Quản lý Thị trường tỉnh An Giang thông tin đơn vị này vừa chuyển toàn bộ hồ sơ một vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện An Phú để xem xét điều tra liên quan đến hành vi sản xuất cà phê giả trên địa bàn. Trước đó vào ngày 4 tháng 4 năm 2023, qua nguồn tin cơ sở báo, đội quản lý thị trường số 1 của quản lý thị trường tỉnh An Giang phát hiện ông Phạm Thờ Đê, chủ hộ kinh doanh phong phú, ngành nghề sản xuất cà phê, địa chỉ tại số 5376 tổ 1, khóm Hà Bao 1, thị trấn Đà Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang, điều khiển phương tiện ô tô tải mang biển số 51C23046 nên đã tiến hành kiểm tra. Thời điểm trên, đoàn kiểm tra nhận thấy hàng hóa trên xe bao gồm 1.900 gói cà phê bột nhãn hiệu Phạm Phong Phú, loại 500g, có giá trị 81,7 triệu đồng. Số hàng trên có dấu hiệu vi phạm các quy định về nhãn hàng hóa, vi phạm về công bố chất lượng và có dấu hiệu không đạt chất lượng. Ông Phạm Thừa Đê cũng chưa xuất trình được hóa đơn chứng tử kèm theo hàng hóa. Sau đó, đoàn kiểm tra lấy mẫu gửi đến Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, thành phố Hồ Chí Minh để thử nghiệm. Kết quả thử nghiệm không phát hiện hàm lượng caffeine trong mẫu cà phê bột Phạm Phong Phú. Cùng ngày, đoàn kiểm tra tiếp tục kiểm tra tại địa chỉ số 5376 tổ 1, ấp Hà 31, xã Đà Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang của hộ kinh doanh ông Phạm Thờ Đê. Qua kiểm tra tại nhà xưởng, đoàn kiểm tra phát hiện 103 gói cà phê bột Phạm Phong Phú, loại 500 g thành phần Arabica, Robusta, bơ, muối, chỉ tiêu chất lượng, độ ẩm dưới 5%, hàm lượng caffeine trên 1%, aflatoxin dưới 10 ppb, trị giá hàng hóa theo giá niêm yết là trên 4,5 triệu đồng. Hộ kinh doanh cũng chưa xuất trình được hồ sơ công bố sản phẩm. Hàng hóa nêu trên có nhãn không ghi đủ, hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa. Đoàn kiểm tra tạm giữ tăng vật để làm rõ, xử lý theo quy định. Kết quả thẩm tra xác minh hai vụ việc nêu trên, đoàn kiểm tra xác định hộ kinh doanh Phạm Phong Phú có hành vi sản xuất, buôn bán hàng hóa có nhãn không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa và hành vi sản xuất hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng đối với 1.900 gói cà phê nhãn hiệu Phạm Phong Phú. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ Luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Ngày 7 tháng 5 năm 2024, Đội Quản lý Thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường tỉnh An Giang đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện An Phú để xem xét, tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật. Sáng ngày 14 tháng 5, Thượng tá Đàm Trung Dũng, trưởng công an huyện Tiên Du Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang nỗ lực tìm kiếm hai nữ sinh lớp 9 nghi nhảy cầu Kinh Dương Vương. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 13 tháng 5, người dân phát hiện hai nữ sinh bỏ dép và xe đạp lại trên cầu Kinh Dương Vương rồi nhảy xuống sông. Hai em là bạn học cùng trường ở xã Liên Bão huyện Tiên Du. Cả tối hôm qua chúng tôi cùng người nhà huy động thuyền và các phương tiện trục vớt nhưng chưa tìm thấy. Thượng tá Đàm Trung Dũng cho biết Ngày 14 tháng 5, đại diện Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai cho biết, tối ngày 13 tháng 5, một chiếc ô tô điện bất ngờ tông sập cửa kính, lao vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Theo thông tin ban đầu, vào 18 giờ 10 phút ngày 13 tháng 5, ô tô dịch vụ biển số 60H123XX chở khách đến cấp cứu tại bệnh viện. Khi đến trước sảnh, tài xế dừng lại và rời khỏi xe để hỗ trợ khách xuống. Lúc này, chiếc xe vẫn tiếp tục lan bánh tông sập cửa kính phòng cấp cứu và chỉ dừng lại khi va vào bàn làm việc của các y bác sĩ bên trong. Vụ tai nạn khiến cho phần đầu xe bị hư hỏng. Nhiều vật dụng y tế trong phòng cấp cứu cũng bị văng tung tóe. Hoạt động cấp cứu tại bệnh viện bị gián đoạn trong thời gian ngắn. Theo đại diện Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai cho biết, sự cố trên không gây thiệt hại về người, nhưng đã khiến các y bác sĩ và một số bệnh nhi cùng người thân bên trong phòng cấp cứu hốt hoảng bỏ chạy. Sau vụ việc, tài xế đã chấp nhận bồi thường thiệt hại. Các bạn vừa theo dõi bản tin nóng 24 giờ trên kênh youtube của Báo Công Thương. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận những thông báo khi có chương trình mới nhất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo